Thứ tự thực hành của 37 phẩm trợ bồ đề là như thế nào thưa sư? Có cần thực hành hết tất cả hay chỉ một phần? Và nếu chỉ một phần thì làm sao biết cái nào phù hợp nhất với mình để chọn thực hành? Thưa quý vị, mình nói là 37 phẩm trợ bồ đề, nó được chia ra làm 7 nhóm. Nhưng thực tế đó, chúng ta thực hành một nhóm, tức là chúng ta thực hành 6 nhóm còn lại. Nếu quý vị không tin á, thì cứ thực hành đi ha. Tức là tứ niệm xứ cũng là tứ chánh cần cũng là tứ nhĩ túc cũng là ngũ căn cũng là ngũ lực cũng là thất giác chi, mà thất giác chi cũng là bát chánh đạo. Nó chẳng qua là cái cách diễn tả khác nhau, và cái cách tiếp cận khác nhau. Chứ còn khi chúng ta đi vào cái phương pháp thực hành ấy, thì nó không có khác gì hết chứ, nó như nhau cả. Thành ra tốt nhất nếu mà muốn muốn thực hành thì chúng ta chỉ cần thực hành một một nhóm trong 7 nhóm này thôi. Và cái thứ hai là nếu muốn biết cái nào là nó phù hợp nhất với mình thì tìm hiểu cả 37 phẩm trợ bồ đề này, tìm hiểu cả 7 nhóm thực hành đưa đến giác ngộ. Và ví dụ như quý vị tìm hiểu là tứ niệm xứ là gì, tứ chánh cần là gì, tứ nhĩ túc là gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất giác chi là gì, bát chánh đạo là gì, đấy cứ tìm hiểu cho nó kỹ càng, tìm hiểu cho nó rõ ràng. Và quý vị cảm thấy mến, cảm thấy thích cái phương pháp nào thì quý vị thực hành theo phương pháp đó.